Một đặc điểm nổi bật giữa hai mẫu sofa này là hai mẫu sofa này đều có một hộp đồ, mẫu F666 như các bạn có thể thấy đấy ạ. Và tương tự như mẫu F899. Với hộp đồ như thế này thì chúng ta có thể để bỏ chăn màn hoặc là gối một cách gọn gàng vào trong đây. Xin chào các bạn, mình là Hồng Huế đến từ Funica, thương hiệu số 1 về sofa thông minh. Trong thời gian vừa qua thì Huế có nhận được rất nhiều câu hỏi từ quý khách hàng, đó là lựa chọn một bộ sofa như thế nào để phù hợp với không gian nhà mình. Thì trong video ngày hôm nay thì Huế quay trở lại bằng một video so sánh và phân tích để giúp các bạn lựa chọn một bộ sofa ưng ý cho nhà mình nhé. Ngay sau Huế đây là hai em mẫu sofa đang được bán chạy nhất trong năm 2021. Đó là em mẫu sofa F666 và em mẫu sofa F899. Và ngay sau đây chúng ta cùng nhau tìm hiểu chi tiết về hai mẫu sản phẩm này nhé. Về hình thức thì chúng ta thấy là hai em mẫu sofa này được thiết kế rất chi là nhỏ gọn và đơn giản, nhưng mà không kém phần sang trọng và hiện đại. Đi kèm theo sản phẩm đấy là hai gối trang trí. Các bạn có thể thấy ạ, hai gối trang trí này nó sẽ tạo điểm nhấn cho em sofa. Đó là về phần hình thức. Còn về chất liệu thì sao? Chúng ta có thể thấy là hai em mẫu sofa này được làm từ vải thô cao cấp, chống bụi bẩn và chúng ta có thể nằm rất chi là thoáng mát. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể tháo rời ra vệ sinh. Ví dụ như em này chúng ta có thể tháo rời ra và vệ sinh. Tương tự như em bên đây thì chúng ta có thể tháo ra rời và vệ sinh được thoải mái. Tiếp theo là về phần khung. Mẫu F666 này, phần khung được làm từ thép sơn tĩnh điện kết hợp với gỗ tự nhiên đã qua xử lý chống cong vênh và mối mọt, tạo cảm giác ngồi và nằm thoải mái và chắc chắn ạ. Tương tự như mẫu F666 bên kia thì em mẫu F899 này cũng làm 100% hoàn toàn từ thép sơn tĩnh điện. Rất chi là chắc chắn phải không nào? Một điểm giống nhau ở hai em sofa này đó là phần cánh tay thì được thiết kế là hai túi đựng đồ. Như em F66 và F89 đều có túi đựng đồ thì chúng ta có thể bỏ những sách báo, điều khiển điều hòa hoặc là TV. Tiếp theo là về phần kích thước khi ở trạng thái sofa thì mẫu sofa F66 này chúng ta có thể thấy là chiều dài của em nó sẽ có kích thước là 1m28. Chiều cao sẽ có kích thước là 90. Và chiều rộng sẽ có kích thước nó cũng là 90. Còn về em F899 thì sao? Chúng ta có thấy chiều dài phủ bì sẽ là 1m. Phủ bì của nó sẽ là 1m4. Chiều rộng sẽ là 80. Và chiều cao sẽ là 1m. Với hai mẫu và hai kích thước như vậy thì hai mẫu sofa này chúng ta có thể để hai em mẫu sofa này trong không gian nhỏ hẹp khoảng từ 10 đến 15 m2 cũng được. Ngoài ra, để phù hợp với các kích thước không gian nhà khác nhau thì mẫu F899 này ngoài kích thước 1m4 thì còn có kích thước là 1m2, 1m7 và 2m. Còn mẫu sofa F666 bên đây thì ngoài kích thước 1m28 thì chúng ta sẽ còn kích thước là 1m58 và 1m78. Với kích thước mà phong phú đa dạng như vậy thì sẽ phù hợp với rất nhiều diện tích không gian nhà khác nhau cho chúng ta có thể lựa chọn được diện tích phù hợp cho với không gian nhà của mình. Tiếp theo là về cơ chế của hai mẫu sofa. Đầu tiên thì Huế sẽ thao tác mẫu sofa F666 khi trở thành giường. Đây, chỉ một vài thao tác thì Huế đã biến em sofa F66 thành một chiếc giường êm ái rồi. Còn mẫu F89 thì sao? Bây giờ thì Huế sẽ thao tác mẫu sofa này nhé. Và bây giờ thì chúng ta chỉ cần xếp đệm xuống và đặt hai gối lên. Như vậy là đã hoàn thành xong mẫu sofa F89 khi kéo thành giường.
vậy là mình đã biến hai mẫu sofa thành một chiếc giường êm ái chỉ mất trong vòng vài giây. Và ngay bây giờ thì mình sẽ đi chi tiết hơn về hai mẫu, hai kích thước. Đầu tiên là về mẫu F666 thì chúng ta thấy kích thước chiều dài sẽ là 1m9, chiều rộng sẽ là 1m1 và chiều cao từ mặt sàn lên đến bề mặt là 35. Còn về mẫu F899 thì chúng ta thấy là về chiều dài thì cũng giống mẫu F66, đều là 1m9, chiều rộng sẽ là 1m2 và chiều cao của mẫu F899 thì nó sẽ thấp hơn so với mẫu F66 là nó chỉ tầm khoảng 30cm thôi. Và với kích thước nhỏ gọn như vậy thì sẽ rất là phù hợp từ 1 đến 2 người nằm thoải mái và phù hợp với rất nhiều không gian diện tích nhà ở. Một đặc điểm nổi bật giữa hai mẫu sofa này là hai mẫu sofa này đều có một hộp đồ. Mẫu F666 như các bạn có thể thấy đấy ạ. Và tương tự như mẫu F899. Với hộp đồ như thế này thì chúng ta có thể để bỏ chăn màn hoặc là gối một cách gọn gàng vào trong đây. Và ngay bây giờ thì Huế sẽ thao tác hai mẫu sofa từ một chiếc giường biến thành một chiếc ghế sofa xem có gì khác nhau nhé. Tương tự như mẫu F899. Vừa rồi thì mình đã thao tác hai mẫu sofa từ một chiếc giường biến thành một chiếc ghế chỉ trong vòng 5 giây. Với thao tác đơn giản như vậy thì mình nghĩ là trẻ em hay là người già đều có thể thao tác một cách nhẹ nhàng và đơn giản được. Như vậy là mình đã giới thiệu hai mẫu sản phẩm F666 và F899. Trong video thì mình đã so sánh, phân tích ưu nhược điểm của hai mẫu sản phẩm này để cho khách hàng đưa ra sự lựa chọn phù hợp với không gian nhà mình nhất. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like và subscribe để ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.